Xin chào tất cả các anh em nha. Video mà giới thiệu của anh em tham gia một chương trình nay góp nhận 5 tóc cần tắt cứ khoảng 25 đô các bạn. Con này trong chương trình bán hàng pre sale các bạn ơi. Để tham gia giao hôm nay quản lý phần link mô tả với video mở ra mong sẽ tắt chatbot nha bạn. Rồi tất cả bấm mình cho nay góp nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller. Các bạn join vào nhóm chat thì bạn mới đáp lại nha bạn. Seller thì bạn follow nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha bạn. Twitter thì bạn like và tweet và pin bot nha bạn. Đi nhận hai tách. Twitter thì bạn theo dõi nha các bạn. Con này trong chương trình bán hàng video các bạn. Rồi các bạn chích dẫn như tweet tăng 3 người bạn vào đi nha các bạn. Mình pin bot mà. Các bạn tăng 3 người bạn vào các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục thì các bạn follow về tài quyết nè bạn. Bài này thì các bạn tài quyết thôi các bạn. Các bạn like và viết tài quyết và viết game nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một reaction nha các bạn. Quá trời cái máy của mình nó nặng. Tiếp tục thì bạn lướt gấp cha cái băng này phone nè, chính xác 100% nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn đi chocolate của mình ra nè. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Hoặc là địa chỉ BNB Smart Chain gì cũng được. Giá gà ETH quá cao. Rồi mới lại các bạn mở Telegram ra bằng bát từ đây nè các bạn. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Mình gửi đường link Twitter của bạn thì các bạn vào trang cá nhân của bạn vào bao nhiêu anh cùng bạn chia sẻ bạn copy đường link Twitter của tất cả bạn các bạn. Tiếp tục bạn gửi làm một cái link Twitter nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter bạn nhấp vào vào bên cùng các bạn, bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ là bài viết thứ hai, bài viết đầu tiên các bạn, bài của nó nè. Bài các bạn tăng 3 người bạn nha các bạn. Rồi bạn sẽ chép lên tờ Twitter nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục thì bạn gửi liên lên Twitter xong hỏi ai heo thì bạn bấm vào ai heo cho nào nha bạn. Rồi ai heo cho nào luôn. Rồi tiếp tục bạn bấm vào menu nha bạn. Đây là liên dép của tất cả các bạn nè các bạn. Bấm vào menu tiếp. Bấm vào balance đi chết số cần kiếm được nha bạn. Mình đã nhận được 5 tắc. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.